Chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai.